Kim Anh này. Một kỹ thuật gảy khắp đất nước. Kim Anh này. Một kỹ thuật gảy khắp đất nước. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Phải vặt ngược lại đi. Đấy, hay đấy, hay 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 hay. Đúng rồi. Đấy, hay đấy, hay 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 hay. Đúng rồi. Xin trân trọng giới thiệu trận thi đấu giữa Đặng Thị Sinh, câu lạc bộ Thanh Hóa gặp vận động viên Kiều, cặp đôi Kiều Thị Oanh. Kiều Thị Oanh à? Hai đội trang phục màu xanh, hai đôi vào giữa thảm. Hai đôi sao đây? Trong vận hội nam thì yêu cầu không những tân đôi nam mà các nữ cũng phải xa đầy theo quy định của ban tổ chức. Các trọng tài chuẩn bị. Hai đôi chuẩn bị. Khu 3 đang đánh rồi mà. Hiệp thứ nhất bắt đầu. Đồ kia đánh khu 3, đôi này không đánh khu 3. Phương Viên. À, Phương Viên. Vâng, vâng. Áp dụng luật vận dân tộc Tuần Châu Quốc Oai năm 2024 đối với nam và nữ cũng áp dụng như nhau, không tính điểm, và cách phân định thắng thua của nữ cũng như nam là yêu cầu về hai vai chẳng thảm. Nghi đồ cổ đen không ăn nữa anh ạ. Khố đen không phải đối thủ của đồ quần đen, khốt xanh không phải đối thủ của... Theo yêu cầu của luật vận, đề nghị các đô khi vào thi đấu, chúng ta không mang trang sức như nhẫn, vòng cổ, vòng tay và phải cắt móng tay. Chứ cái buổi chiều khoảng tầm trên dưới 5 giờ thì phải nói ánh sáng quá đẹp để mà quay phim chụp ảnh các bạn. Ánh sáng tầm này đúng rồi, những cái màu sắc quá trung thực, rõ nét. Ui dồi bế em thế. Các bạn đang xem em. Giữa hai đôi vật cứng hiện nay đang ăn tập chuyên nghiệp. Các đôi đang ăn tập ở các câu lạc bộ như câu lạc bộ Thanh Hóa, câu lạc bộ Mỹ Đình Hà Nội, và chỉ tham gia những giải vô địch, những giải trẻ vô địch hoặc giải vô địch của Tổng cục Thể dục Thể thao tổ chức. Chúng tôi xin công bố kết quả. Quá hay. Bằng kỹ thuật sườn ở đẳng cấp cao, đô mang đai màu đỏ thắng cuộc. Quá hay. Vận động viên. Quá hay giờ đồ. Đặng Thị Linh Thanh Hóa vừa rồi thi đấu ở cân 76, giải vô địch quốc gia kg 75 kg, và cũng như hiện tại vận động viên Đặng Thị Linh cũng là thành viên đội tuyển quốc gia Việt Nam. Thì SEA Games 32 vận động viên Đặng Thị Linh cũng xuất sắc giành huy chương vàng. Hay đúng lúc anh ạ. À. Mời anh đô. Anh Kiệt chiều nay đi đâu mà không vào xem để cho các đô thi đấu vẫn phải đang chờ đây. Chờ anh Kiệt vào xem thì mới được nghỉ đây anh Kiệt ơi. Đấu trận này vận động viên Đặng Thị Linh xuất sắc giành liều. Vận động viên Đặng Thị Linh có được vượt giải. Giải nữ gồm cờ và 10 triệu đồng. Hay quá nhỉ. Và ngày mai thì các đô vận nữ nếu vào thi đấu thì bắt buộc phải mặc đúng trang phục của mình. Quá hay. Như áo vật và áo có cổ phía trong. Hai đô chuẩn bị, trọng tài chuẩn bị, lượt thứ nhất bắt đầu. Đồ vật kia như cô một thôn nữ nhỉ, mặc quần đùi trong áo phông vào bánh như dân dã thật đấy. Không thể bắt được chân nó hôm vật với cả anh đấy.
hộ. Sáng em đăng cái video của hôm đánh anh Tư của bạn này đấy. Sáng đã phải được gần 10.000 lượt xem rồi. Sáng em vừa đăng luôn ở Cuba, đánh Cuba anh Tư gì? Đúng không? Đúng rồi. Đúng đánh Cuba đấy. Đất mọi người này em. Là Kiều Anh này được giải nghi vào. Vừa rồi là một động tác tốc một. Đồng hoàng và cài chân đánh cho được Đặng Ngọc A xuống. Nhưng muốn thắng trận này thì yêu cầu đôi Đặng Thị Linh phải đè được tuyệt đối của đôi Bảo Ngọc. Hôm đánh ở khu 3 anh Thư này có bắt được chân nó bao giờ này? Thua rồi. Tuyệt đối rồi. Như vậy với một đòn khóa chân đã đánh ngã ngửa đối thủ của mình, hai vai chạm thẳng của một lúc. Chúng tôi xin cùng với kết quả ở lúc 1:30 của hiệp một, vận động viên Đặng Thị Linh thắng cuộc. Chúng tôi xin trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Văn Cường, phó giám đốc trung tâm văn hóa thông tin thể thao huyện Quốc Oai. Dặn với anh Khải với các bác là ngồi bên cạnh rất nhiều vị trí đẹp từ sáng đến giờ, rất nhiều chỗ để quay hay, nhưng mà em phải chọn đúng cái chỗ ngồi gần đô này. Các bác ạ, hôm nay là rất lộc cho Hoàng Trìu là được ngồi cạnh Kim Anh và được tâm sự với Kim Anh. Hôm nay là được ngồi gần idol của mình, cách nhau chỉ vài phân thôi các bác nhá. Ôi giời, lại bốc em lên rồi, ôi lại bế em đi đâu đấy, thả em xuống, đau em. Cổ thân con bé không? Không hề có một sự nhường nhịn của Đô Linh nha các bác nha. Không hề nhường nhịn, biết là em nó nhỏ con hơn nhưng mà Linh vẫn quyết tâm để giành chiến thắng. Các vận động viên các đô đã được tập luyện chút một giờ. Công tác kỹ thuật cho góc máy cận tí để phục vụ các bác xem. Rất tốt. Đứa này mà gặp Kim Anh mà bị ghi thì khả năng cũng dễ thua rồi. Không dám bổ chân luôn. Thực ra là Kim Anh không dám bổ chân. Chỉ có thoát miếng thôi. Có bổ được chân chắc cũng không làm gì. Thôi, thế mà vẫn bổ chân. Ôi chết tôi rồi. Rồi, nó bị tấn công rồi. Quá nổi. Nếu như mà muốn chiến thắng được, Kim Anh phải cố để qua hiệp 1 này, kéo dài trận đấu sang hiệp 2, hiệp 3 thì khả năng cơ hội thắng Kim Anh sẽ được nhiều hơn. Đang bị Linh sang sau rồi các bạn. Đấy, ôi đúng đoàn luôn. Cặp cái tay lên kia là cái chân lên nách đúng đòn luôn, tí chỉ lật và phát lan. Bao giờ phải lật cái chân lên đây, anh hiểu không? Xong vật cái chân kia nữa là xong. Kim Anh Khôn từ gặp cái tình huống đấy là phải co chân lại ngay. Lỏng cái chân ra, cứng cái chân là thôi. Kẹp sườn phát là dễ bị lật. Quân đỏ khỏe. Khỏe lắm. Tí đánh, nếu đánh cái hiệp thứ ba chú mới thấy. Gọi là một đô vật không có phổi, không cảm thấy là thở dốc luôn. Đô vật khố đỏ này là thắng rất nhiều giải và cũng là rất nhiều giải nhất. Để nói vào cùng hạng cân thì bây giờ cũng chưa có đô nào qua được đô Kim Anh này. Thua được đến phút này là cũng hạnh phúc rồi. Vì gặp một đàn chị phải nói là chơi quá hay, lại to hơn mình, khỏe hơn mình. Màu xanh ngã tuyệt đối. Đôi Đặng Thị Linh thắng cuộc. Đôi trọng tài Nguyễn Đức Thịnh sẽ ra phần thưởng của công ty thép thắng trúc. Xứng đáng. 2.000 thôi. Chưa người yêu. Khó quay quá. Nguyễn Thị Hoa.
công an nhân dân, lúc nào vận động viên kiện tướng đội tuyển quốc, kiện tướng cấp quốc gia, hay thế cả, đang là thành viên đội tuyển quốc gia nhưng thế thì... trẻ. Thế thì cũng ác ôn ấy, Hoa cũng được rồi đấy. Và đây là đối thủ xứng đáng cho Linh đấy. Đặng Thị Linh. Đặng Thị Linh đúng rồi. Đây tên là trận trọng giới thiệu. Trận thi đấu giữa đội Đặng Thị Linh mang thất đường màu đỏ gặp đội Nguyễn Thị Hoa công nhân dân mang thất đường màu xanh. Linh là ngọn núi của các đôi nữ. Vâng, ngọn núi các đôi nữ. Thế các đô nói là cũng ở Việt Nam mà không ai qua được Linh đâu anh ạ. Không biết là Uyên, Uyên khu 3 liệu có đánh được Linh không? Hôm nào phải cho Linh gặp Uyên khu 3 nhỉ? Uyên bây giờ chuyển sang Jiu Jitsu rồi. À. Trọng lượng của Đặng Thị Linh chỉ 73kg thôi. Nhưng Đặng Thị Linh tới ngôi đánh 75kg. Hai đồ hơn nhau quá hay. Không đáng tử. Hoa đang cũng thấp hơn Linh một tí thôi. Nhưng mà hai đồ này vâng, hai đồ này khả năng là tập đấu được cả đó đấy các bác. Nào, anh Đỗ Khải ơi, bắt cho ai đây? Anh Đỗ Khải sẽ dự đoán phần thắng cho đô nào đây? Anh Đỗ Khải còn trên live stream không? Rồi. Với động tác này, ở đời sau một tí ra sẽ được 2 điểm. Thôi, giải nhất, giải nhì cũng chưa phá đúng không? Chưa phá đâu. Phá nó giải nữ này, giải nữ là còn một trận nữa cơ mà. Ơ, giải nữ giờ mới phá trận đầu tiên đấy nhỉ? Đúng rồi. Linh lúc trưa ăn cơ về ăn cơm mà Linh mới vuốt giải. Vừa mới đánh đầu tiên. Hai bộ trang phục thi đấu gần gần giống nhau. Không dám làm như vậy. Bởi vì à gãy cái tay ra. Thì có thể là tự sát. Ui giời. Hai bà đô có một cái sự di chuyển rất là nhẹ nhàng. Ở những hội thì đó là bên Kinh Bắc thì những đô vật nữ dám đứng giữa thảm và thách những đô nam giới chưa qua vận động viên. Và có những đô nam giới vào thi đấu cũng phải chịu thua. Thua chứ còn gì nữa, nếu mà nữ mà chuyên nghiệp đấu với nam thì là nam trai làng làm sao mà có cửa. Linh này làm chạy làng mà nó vật chết. Làm sao mà có cửa được, bẻ chết. Không có miếng, không có nổi. 75-70 cân to, ngoài. Cái này thực ra là không luyện tập được, chỉ một lúc là mệt mà. Linh nó vật chết ngay. Thì vận động viên thì thua thì bình thường. Kỳ SEA Games vừa rồi thì đội vật nữ Việt Nam tham gia 6 hạng cân. Và cũng xuất sắc giành 6 huy chương bạc. Đấu trường khu vực Đông Nam Á thì vật nữ Việt Nam luôn nhiều nên sức khỏe khá tốt, công nhận. Linh hôm qua vật hai mấy đô ít cân nhỉ, còn quăng khỏe lắm anh ạ. Bởi vì có những đơn vị như Campuchia vừa rồi nhập tịch hai cầu thủ người Iran. Trận đấu tiếp tục cũng không dễ ăn đâu nhá, Linh cũng phải thật thật các bạn. Hơi khó đấy, không phải đơn giản. Đô số xanh kia cũng là SEA Games đấy. Liên tiếp là những kỹ thuật bất bột. Cứ vẫn phải tập trung thi đấu, hở ra là thua. Nguyễn Thị Hoa của nhân dân. Hở ra là sẽ thua. Các vận động viên chỉ sang sau rất là bỡ ngỡ. Bởi vì luật vật của tuyến công ngoài lần này khác hoàn toàn với luật vật thi đấu tự do. Rồi, có mà được không? Vẫn phải cắp cái chân lên cái hông hông này nhỉ? Thì mới có khả năng. Hai đồ không có kỹ thuật tiếp theo. Hai đồ đánh đúng. Trận đấu tiếp tục. Đấy, cú máy mà ngẩng lên thì mà đó là hình ảnh quá đẹp. Nước da đẹp quá. Hai đồ đang như kiểu nổi khối trên sân sới, đẹp thật. Rất thích ngồi góc này để buổi chiều được những cái hình ảnh đẹp để đưa đến cho các bác. Hai tay sẽ không được đan vào gáy như vậy. U23 châu Á trên VTV5
Anh ơi, vâng, cố gắng xem vật chắc hôm nay cũng phải đến 20 giờ đấy anh ạ. 3 tiếng không đến 3 tiếng nữa đâu. Chắc chỉ tiếng hơn tiếng nữa là phải hết giải thôi. Thì đưa ra luật chung là những viên đánh cấm thì sẽ không được sử dụng cho bất kể lễ hội nào. Càng về cuối thì càng gây cấm càng hay. Để đảm bảo sức khỏe cho các vận động viên. Sau khi kết thúc mùa giải thì các vận động viên sẽ phải tập huấn để thi đấu những giải chuyên nghiệp. Gương mặt này có xa lạ với anh Đỗ Khải không? Anh Đỗ Khải có nắm được không? Bên này trung tâm văn hóa thông tin thể thao huyện Quốc Oai đấy, vắt được một chân lên đấy. Phải biết miếng đây đấy. Đặt ở đại thôn Kim Lập xã Đồng Thuận. Ban tổ chức thông báo tới đông đảo các cháu thiếu nhi cũng như quý phụ huynh đã được ra tiếng hai đôi về ghế nghỉ. Thưa quý phụ huynh, nếu có mong muốn và muốn yêu thích lớp vật thì hãy đến với lớp vật. Lớp vật đó khi các con đến tập sẽ được miễn phí hoàn toàn. Khi các con có năng khiếu thực sự. Ôi, thua mất. Hay quá. Để một cái tay như thế là người ta tập cường độ tập luyện là quá. Hãy sử dụng những cái thuật đẹp đi. Đấy, các bà bắt đầu giờ đó đấy. Phải vặt ngược lại đi. Chưa gì luôn, chưa gì nhé. Quá đẹp. Vừa rồi, nếu tập vật tự do sẽ được 4 điểm. Chưa gì đâu, vâng. Nhưng tập hôm nay thì chưa thua. Như vậy chỉ tiêu một bài thôi. Hôm nay Linh thắng Kim Anh cũng rất là giòn rã anh Đỗ Khải ạ. Kim Anh không tiếc cửa Kim Anh. Linh. Lượt tập tự do, nếu vận động viên được 10 điểm cách biệt thì sẽ thắng cuộc. Còn quãng vừa rồi là một kỹ thuật vô cùng khó khăn. Đòi hỏi những vận động viên phải có sức mạnh tốt cũng như sự tập luyện rất là lâu. Và đòn đó theo quy định sẽ được 4 điểm. Lừa chạy sang bên này đấy. sang chân thuận đấy, đúng rồi. Những kỹ thuật quăng qua đầu sẽ được 5 điểm. Để một kỹ thuật đó thì phải đòi hỏi một vận động viên có trình độ cao. Ra ngoài rồi. Sạch và lắc hơn. 17.000 người xem. Kênh quá khủng. Quá khủng. Một kỹ thuật có một nhưng không thành công. Các tôi bây giờ đạt đến cảnh giới là phản xạ rất nhanh. Chỉ rơi chạm thôi đã là các tập luyện đã phản xạ cơ bắp rồi. Ôi dồi. Ôi. Bốc luôn. Một kỹ thuật cấm thật của Đồ Nguyễn Thị Hoa. Bắt tay liên tiếp nhưng không thành công. Bốc đồn không thành công. Đấy, hay đấy, hay. Đúng rồi. Đấy, hay. Đúng rồi. Đẳng cấp quốc tế là cái đòn mới. Đó là khi Đồ Hoa. Đúng rồi, đẳng cấp SEA Games. Thì Đô Linh đã dùng động tác phản cẩy. Hay tốt chứ Đô Linh. Ngửa và hai vai ra tạo của một đất. Chúng tôi xin công bố kết quả. Ở đất 1 phút 53 giây hiệp 2. Không, Mai Đình Long không đi quốc gia đâu, bác phải Mai Đình Long đi hội làng nhá. Đăng Thị Linh thắng cuộc. Quá hay. Đô Linh. Một đô vật sinh năm 2000. Xin mời giải thi. Bánh hay thật anh Khải ạ. Mời Hoàng Nam. Nếu nay phải học từ gọi là bác hỏi sân nào Bắc Ninh là vậy? Cuối rồi. Đây ở sân nào Bắc Ninh? Ở Trang Liệt. Trang Liệt Bắc Ninh nha anh nha, Trịnh Ba ơi. Sau trường đại học Thủy Thuật Từ Sơn. Sau đại học Thủy Thuật Từ Sơn nhá. Từ phường Trang Liệt. Phường Trang Liệt. Từ Sơn Bắc Ninh. Trận của anh Lam coi như bỏ không. Cô Đặng Thị Linh cũng xuất sắc giành giải giải nữ trị giá là 10 triệu đồng. Và ông Lý Đình Thành cũng tài trợ tổng trị giá là 11 triệu đồng. Và cơ giải hai đội chuẩn bị trọng tài chuẩn bị nó như kiểu phần mềm nó không nhận được ấy, nó mạng nó nhảy. Đấy, ngon chưa? Ok, cho bên này được chưa? Ok. Nói chung là trước mỗi trận đấu thì mình kiểm tra là ok nhất. Đấy. Đấy, có anh lại bị xa này, nhìn thấy không? Nó xa thì còn đỡ anh ạ. Nó gần mới khó hơn. Xin mời đô Trần Nam quay về bàn ban tổ chức để nhận lại món quà vô cùng giá trị và ý nghĩa của
những quý vị khán giả tại quê nhà. Rất khó cho đồ hòa hay hoa nhỉ? Đồ này đồ gì nhỉ? Đồ đỏ là gì? Đây là những món quà không ngọc, không ngọc, không ngọc. Vô cùng ý nghĩa dành cho các vận động viên. Tặng nhiều like có được không chú không anh Trịnh Ba ơi? Tặng like lẻ đấy nhá, đừng tặng like chẵn, tặng like chẵn là em thua rồi đấy, là thành hủy like đấy anh ơi. Hãy cố gắng lên và hẹn rằng mùa giải sang năm cũng tại dưới tại đây. Các đội sẽ giành những giải cao hơn. Ra ngoài rồi. Người đô Trần Nam. Đấy, càng cuối là lên bắt xem này. Đây là 108 bác đang xem. Là hai cô lột giáp. Chân thành cảm ơn 108 bác đang xem buổi phát trực tiếp của em. Chúc toàn thể các bác và gia đình có một buổi tối tràn đầy năng lượng. Có một bữa cơm tối hạnh phúc bên gia đình và người thân. Mạnh khỏe, gia đình an khang thịnh vượng. Tiếp tục một món quà đối với Trần Nam. Hiện tại bây giờ Hoàng Chiều đang phát trực tiếp tại phía sau núi Sài Sơn. Như vậy là một phần quà chùa thầy Sài Sơn Quốc Oai Hà Nội. Trong khuôn khổ giải vật Tuần Châu, trong khuôn khổ lễ hội chùa thầy năm 2024. Các anh chị đã có những món quà để cổ vũ tinh thần cũng như động viên cho Trần Nam. Đấy, những món quà rất là kịp thời dành để động viên cho các đồ không may bị thương tật. Cũng cứng phết nhỉ. À, trời. Hai đồ và dưới thẳng. Trận đấu tiếp tục. Các vận động viên khi thi đấu cũng rất mong muốn có những vị khán giả mà có những món quà như vậy để dành cho các đồ. Vì món quà tinh thần cũng rất vô cùng lớn, nhưng giá trị và ý nghĩa thì vô cùng tuyệt vời. Những bông hoa tươi thắm được chuyển thành những được chuyển thành những tờ tờ polymer gửi tới các vận động viên. Các bạn về đây thi đấu mà được nhận những món quà như vậy thì vô cùng xúc động. Sẽ được lưu giữ mãi ở trong kỷ niệm của mình. Và tin rằng sang năm không cần mời thì các bạn cũng nhớ tới lễ hội của chùa thầy quê hương Quốc Oai. Ra ngoài rồi. Liên tiếp là những cái thuật rất sang sâu của hai đô. Mệt. Ôi mệt quá. Đây là hai đô đang tập huấn tại đội tuyển quốc gia. Một đô thì thi đấu cho đội tuyển Phú Thọ. Đấy. Cứ anh cứ thích kiểu hình như này này. Em hiểu không? Nó nổi khối lên thì nó đẹp hơn. Anh quay máy dưới anh Toàn quay thế mà. Tuyển tuyển nhưng hai đô thi đấu với cờ cờ sang áo của hai địa phương. Để là bỏ cái chân đi được. Cũng như đội nào thắng thì sẽ có phần quà vô cùng lớn của ban tổ chức, trị giá cột cờ và 15 triệu đồng với 1 triệu của ông Lý Đình Thành, tổng trị giá lên 16 triệu đồng. Lao vào và bị tấn công các bạn. À, xin lỗi là 10 triệu đồng. Vì giải nữ chỉ có 10 triệu đồng thôi. Khó quá, chắc quá, phải nói đồ linh, phải nói là thân thủ quá tốt luôn các bạn ạ. Phòng thủ quá kín kẽ. Phố xanh không biết phải làm gì luôn. Quá nặng. Nhiều cho nên ban tổ chức đôi khi cũng nhầm lẫn. Như vác một cái cối đá. Như vậy làm cho các đội phải nói là như vác một cái cối đá. Vì rất rất khó có điểm tì điểm đó. Hai đô này đánh cũng đang phải cẩn thận, rất là thận trọng. Bây giờ mà đô linh mà sởi sảy chân mà để thua thì giải đánh đến 9 giờ đêm. Lại đánh tiếp hai người nữa thì lại giải đến 9 giờ đêm. Tổ trọng tài ngày hôm nay cũng làm việc vô cùng hiệu quả và vô cùng vất vả. Tiếp tục các bác nha. Em mình cứ phải bình luận trước tí. Trận đấu tiếp tục. Vì còn một cái máy ở dưới. Trọng tài vừa thực hiện. Vừa quay vừa tắt bật liên tục. Nên là đã thì rất là nhiều đấy. Phải nhắc lại và cũng thi đấu rất là nhiều máy giải kịp ấy. Nên là phải nhắc lại. Quốc gia cũng như giải miền Bắc. Lúc đó Linh bảo là không đến 3 hiệp đâu. Cũng dành
Linh sẽ thắng luôn trong hiệp này đấy. Và cũng được Phong Kiên Hưng và cấp 1 quốc gia. Hình ảnh quá đẹp các bạn ơi. Ra ngoài rồi. Trong tài Nguyễn Đức Thịnh vẫn luôn cầm còi và cũng luôn cầm dù ở những giải vật như giải vật dân tộc, vô địch toàn quốc, giải vật vô địch thành phố. Và chuẩn bị vào tháng 5 đây thì trọng tài Đức Thịnh sẽ tham gia điều hành tại giải Cúp Phùng Hưng lần thứ 3 mở tại Sơn Tây. Quá hay. Do Liên đoàn vật Việt Nam phối hợp với thị xã Sơn Tây. Đấy xem hay nhỉ. Em đấu. Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày anh không đi Ninh Bình để anh bên anh đi giải đấy. Trân trọng kính mời quý vị khán giả yêu thích vật vật sẽ đến xem và cổ vũ cho các đội. Thì đấy là của huyện nhưng mà mời các huyện khác thi đấu đấy. Hay phết đấy. Và cũng thực sự chỉ đạo của ban giám đốc trung tâm văn hóa trong tỉnh thành ngành mới đấu thì đội tuyển Nguyễn Quốc Hoài cũng thành lập một đội để tham gia tranh tài với các tỉnh thành ngành. Tuy rằng đội Nguyễn Quốc Hoài cũng chỉ là phong trào thế nhưng cũng dám để thử sức với các đội tập chuyên nghiệp. Ra ngoài rồi. Cái trống này nó bé, nó chỉ có hạn mức như thế thôi. Hôm nay rất là thương cho tài đi chấm. Bởi vì rất là mệt mỏi rồi. Không có người nghỉ luôn. Chào thì quá lên. Trống này đánh buổi chiều phải 2-3 người thay mới chịu được. Cứng tay lắm. Còn mình đánh làm sao mà cái trống phải to hơn nữa không ạ? To rồi. Cái trống này nó bé quá, không to. Bởi ở ngoài này nó là thoáng. Với lại anh nói em đánh trống ấy là cầm ở giữa cái dùi này nó vẫn đỡ mỏi, không cầm cuối dùi này mỏi lắm. Cuối chuôi dùi cầm chuôi mỏi lắm, cầm chuôi như này đấy mỏi lắm em ơi. Anh cầm ở giữa nó mới mỏi. Chân màu xanh cái gì chuyển vòng tròn chúng ta không mãi à đây. Cầm cái đầu ngược, cái đầu mà gõ đầu này. Cầm cái đầu đấy gõ bằng cái chuôi này. To. Nó mới đầm, cầm cái đánh ngược lại. Nhưng mà cái chống vật này nó có mấy điệu? Nó mấy điệu chống. Hay còn chỉ có tùng 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 thôi. Nó có nhịp chống như đánh khi mà các đô đánh nhanh là phải dồn chống. Dồn nhưng mà nó vẫn là nhịp như thế à? Không, phải dồn nhanh. Ví dụ nó đang găng như này phải tùng đánh liên tục vào. Đánh dồn chống. Ở trong nghe đánh đấy, còn bình thường khi mà hai đô đóng tay tư thì chỉ đóng tùng. Hai đô cũng đã thất bại rất nhiều rồi. Đánh nó chỉ tùng. Hai đô sẽ cố lên. Xin được chào khán đài người và tinh thần thi đấu hai đô. Tuy rằng hai đô quá là thất bại. Quá nhiều rồi. Anh kia đánh có mỗi một kiểu. Tinh thần và ý chí thi đấu vẫn rất cao. Quá cao. Khó ăn. Ui, chạy. Ra ngoài rồi. Chạy là đúng. 19 có lên. Đấy, của em đang lên view đấy. Của anh đang lên. Không, hôm nay bị bên kia áp rồi. Trận đấu tiếp tục. Anh này làm thì được cầm này. Thế là ngon rồi. Kênh của mình có 2.000 hay 3.000 thì nó chưa. Vẫn chưa là gì. Chưa đủ thời gian để áp vai chúng thả. Anh cứ thử hôm nay một mình anh like xem kiểu gì lên 300. Một cái tật quang vừa rồi. Anh mà ngồi đây một mình dễ cắn nghìn đến nghìn đấy. Ông ở Vân Côn đấy, lọc thật. Ở bên này đây này, dân bên mình xem nhiều lắm. Có một mình em không, em một like lần đầu hơn 300. Bởi vì là người ta ở nhà. Lên. Không đáng quá. Quái. 12 đô thì sẽ đạp. Ôi, cũng là xứng đáng cho Đặng Thùy Linh. Xứng đáng cho họ Đặng. Chúng ta xin công bố kết quả. Ở lúc 3 phút 26 giây. Xứng đáng cho... Với tập đáp kỹ thuật quăng từ cao đánh xuống. Đặng Thùy Linh. Đặng Thùy Linh thắng được. Quá tuyệt vời. Chúng ta đô Đặng Thùy Linh xuất sắc giành giải của nữ. Giải nữ. Chỉ giá gồm cờ 10 triệu đồng của ban tổ chức. Đâu ông nhiều nhỉ? Ông Lý Thị Thành. Thế là bằng nhì nam à? Nhì nam đấy được cái 11 đúng không? 10 triệu tặng. Giải nữ là to rồi. Thế là quá to. Bình thường các nơi khác chỉ 2, 3, 5, 5, 6, 7, 10 triệu nữ là to. Bằng nó là bí. Anh nhỉ? Quá tốt.
Đấy, ông cứ đi xả e đi, ông tí về xem tiếp. Nhớ phải vẩy kỹ rồi nhá. Tí vào đây này. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Đức Thịnh, Phó Giám đốc Trung tâm. Thế mà mình ngày nào mình cứ ngồi đây mình không đi lần nào. Nói nhau bắt đầu vào là buồn lắm rồi, mà cuối cùng là mãi quay đến lúc nghỉ cũng đến lúc nghỉ luôn đấy, 4-5 tiếng. Quá tuyệt vời cho Linh. Chắc năm lại về thi đấu nhá. Chắc năm có về không? Thông tin thể thao Quốc Hoài phối hợp với công ty cổ phần Tuần Châu tổ chức 5 môn thi đấu. Trong đó có môn vật dân tộc, môn bóng chuyền hơi bãi biển, môn cá co tổ chức vào sáng ngày mai tại sân vật đây. À đây à. Môn nhảy dân và môn nhảy hiện đại. Hôm nay là cũng là hôm cuối cùng của môn dân vật dân tộc rồi. Xin chúc mừng vận động viên Đặng Thị Linh và cảm ơn ở tới đây anh và đồng chí Nguyễn Đức Thịnh đã cùng xứng đáng cho đấy,